chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Điện Máy New Sun. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị máy dập cốc bán tự động sẽ tối ưu cho chúng ta thì một vài công đoạn. Và thiết bị này thì cũng có mức năng suất dập cốc khoảng tầm từ 300 cho tới 400 chiếc cốc mỗi giờ. Các bạn hãy cùng theo dõi tới cuối video ngày hôm nay để có thể tham khảo được hiệu quả thực tế của thiết bị máy dập cốc bán tự động ET-B9 của New Sun nhé. Máy dập cốc ET-B9 có thể dập được từ 300 tới 400 cốc mỗi giờ. Tốc độ này phụ thuộc vào thời gian lên nhiệt của máy và thao tác của bạn. Máy lên nhiệt khá nhanh, ở nhiệt độ cao, màng co dính chặt vào miệng cốc, đồng thời phần màng co thừa cũng được bỏ lại. Mẫu máy ET-B9 có thiết kế mắt cảm biến màng co nên bạn không cần phải kéo hay căn chỉnh màng co mỗi lần dập cốc. Màng co sẽ tự động cuộn vào vị trí miệng cốc sau khi bạn đẩy cốc vào, cuối cùng thao tác dập tay cầm để hàn và lấy cốc ra. Miệng cốc được niêm phong căng phẩm phiu kín, dính chặt với thành cốc, không có tình trạng nước bị rỉ hay nhỏ ra ngoài. Máy có bảng điều khiển khá là đơn giản. Sau khi mà các bạn đã kết nối máy với nguồn điện rồi thì chúng ta chỉ cần bật công tắc và cài đặt nhiệt độ cho thiết bị. Đây, sau khi mà các bạn bật công tắc thì cũng thấy cái cuộn màng co nó quay, bởi vì nó đã thiết kế sẵn cảm biến cho chúng ta để có thể căn cái vị trí màng co đúng vị trí miệng cốc. Nên là các bạn chỉ cần thao tác là cài đặt nhiệt độ và dập cái tay cầm xuống thôi. Thì ở đây cái nhiệt độ tối đa của nó là lên tới 250 độ C, cho nên là các bạn sẽ sử dụng máy để có thể dập được nhiều loại cốc từ mỏng cho tới dày. Và trong cái quá trình mà sử dụng thì các bạn có một số vấn đề thường thắc mắc, ví dụ như là cốc của chúng ta dập không được kín màng co hay là còn bị hở, thì vấn đề là do các bạn cài đặt nhiệt độ chưa phù hợp với độ dày của cốc cũng như là màng co. Thế thì đối với loại cốc mỏng, các bạn sẽ cài đặt nhiệt độ khoảng tầm 170 cho tới 180 độ C. Cốc dày hơn thì các bạn cài đặt khoảng tầm 190 tới 200 độ C. Và các loại cốc dày hơn nữa thì các bạn sẽ cài đặt ở mức nhiệt độ cao hơn. Và vấn đề thứ hai các bạn thường hay mắc phải và thắc mắc, đó chính là cái phần màng co của chúng ta sau khi mà dập xong thì nó sẽ không đứt rời hẳn xung quanh miệng cốc. Đó là do cái thao tác dập tay của các bạn nó chưa dứt khoát. Nên là các bạn hãy nhớ lưu ý các cái vấn đề này trong cái quá trình sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Thế thì ở đây các bạn sẽ sử dụng máy làm sao cho tiết kiệm điện nhất thì đã thiết kế sẵn cho các bạn, đó là dơ le tự động ngắt khi nhiệt độ đạt tới mức cài đặt và tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép. Thế thì một cái mẹo nữa mà các bạn sử dụng máy làm sao cho tiết kiệm điện năng nhất thì Hường sẽ bật mí cho các bạn, đó là trong cái quá trình sử dụng á, khi nào các bạn dập cốc xong rồi thì các bạn đừng vội tắt nguồn ngay, mà chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống khoảng tầm 80 độ C. Khi nào mà có khách quay trở lại thì các bạn sẽ kéo cái nhiệt độ trở lại về 170 tới 180 độ C để chúng ta hàn các cái cốc tiếp theo, để không ngắt nhiệt nhiều lần trong ngày. Và các cái thời điểm ví dụ như chúng ta nghỉ trưa hoặc là ngắt hẳn máy để vệ sinh thì các bạn hãy tắt hẳn máy nhá. Và khi mà các bạn sử dụng một thiết bị như thế này thì bên cạnh cái việc chúng ta dập được nhiều loại cốc từ mỏng cho tới dày thì các bạn còn sử dụng được với nhiều kích cỡ cốc khác nhau. Ở đây đó, nó đã thiết kế sẵn cho các bạn một cái đường kính lớn như thế này để chúng ta dập các loại cốc lớn. Khi nào các bạn có nhu cầu sử dụng cốc nhỏ hơn thì chúng ta sẽ cho cái khuôn nhỏ hơn vào phía bên trong. Đó, rất là tiện lợi phải không nào. Ngoài ra thì các bạn thấy là với một cái thiết kế để bàn và vóc dáng nhỏ gọn như thế này thì cũng rất là tiện lợi trong khâu chúng ta di chuyển hoặc là vận chuyển máy. Và máy cũng rất là chắc chắn nữa với bốn cái chân đế cao su như thế này. Trong quá trình sử dụng thì các bạn cũng dễ dàng vệ sinh máy thôi, bởi vì chất liệu chính của nó là sắt phun sơn, cũng khá là cứng cáp và bền bỉ đấy chứ. Và tông màu trắng chủ đạo như thế này làm cho không gian của chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn rất là nhiều.
Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi hiệu quả thực tế từ thiết bị này. Và nếu như máy dập cốc bán tự động ET-B9 phù hợp với tiêu chí lựa chọn của chúng ta, thì đừng quên khi đặt mua thiết bị này tại điện máy Nước Săn, các bạn sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 1 triệu đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí vận chuyển bán kính lên đến 15 km tại tất cả các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được đặt mua và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì các bạn cứ để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này, hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nước Săn 0788 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website điệnmáynuocsan.com hoặc điệnmáythucphẩm.com để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như các sản phẩm khác. Bởi vì ngoài thiết bị máy dập cốc này ra thì Nước Săn còn cung cấp rất là nhiều thiết bị máy dập cốc khác có mức năng suất thấp hơn hoặc cao hơn, cũng như là tự động hơn để đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay, và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.